Dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng, nhưng bãi rác thải Án Ngữ trên một tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa được dọn dẹp khiến họ vô cùng bức xúc. Rác thải ở đây được chất thành đống, nằm ngổn ngang bên đường, bốc mùi hôi nồng nặc. Rác ngập ngụa trên nắp cống, rác tràn trên vỉa hè, thậm chí tràn qua lối dành cho người đi bộ. Do để lâu không có ai xử lý nên các đống rác ngày càng lớn hơn. Nhà tôi kinh doanh ở đây là coi như cái đống rác này là nó mới tự phát đây. Đâu lại bỏ nhưng hôi thối quá. Chúng tôi cũng đề nghị là chính quyền địa phương có thẩm quyền đó coi như dẹp dọn cái đống rác này để chúng tôi được sống trên cái môi trường cho nó trong sạch nhất để nó hôi thối quá. Theo người dân, bãi rác tự phát này do một số người thiếu ý thức từ nơi khác mang đến. Điều đáng nói là tại đây đã có một biển cấm đổ rác và nhiều thùng rác được đặt sẵn. Thế nhưng, cấm thì cứ cấm, rác vẫn xuất hiện dày đặc. Đống rác này nó rất là ảnh hưởng tới môi trường là một. Thứ hai nữa là cái công việc kinh doanh hiện tại của gia đình tôi. Thì nó mang tính chất ô nhiễm rất là cao. Và thứ hai nữa là đây nó nằm trên tuyến đường chính của thành phố. Thì hay du khách người ta đi qua đi lại thì nó rất là ô nhiễm. Và nó sẽ không có mang lại cái tốt đẹp cho cái thành phố của mình. Tôi cũng mong muốn là chính quyền địa phương thì sẽ sớm xử lý bãi rác này để mang lại cho cái thành phố nó trong sạch hơn. Khi chúng tôi trao đổi với người dân, hai công nhân và xe rác xuất hiện đến lấy rác ở trong thùng đặt tại đây. Tuy nhiên, hai công nhân này chỉ đổ rác trong thùng vào xe, còn bãi rác phía sau thì họ không xử lý.